Ở cái chỗ này của mình có nước nè, mình sẽ trồng kế bên đây nha. Ok, để mình trồng thử xuống nha. 1. Đâu? Thôi ở đây nè, nó chỗ rộng rãi. 1 2 3. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ok, thì hôm nay bọn mình đang đi trên đường đi kiếm cái làng thổ dân. Thì anh em cũng biết là trong tập trước thì bọn mình đã giải cứu được một số thành viên trong Tango Team bị một cái tên So đã bắt. Thôi thì trong đó Chiron đã phải hy sinh trong cái world của mình rồi anh em ơi. Cho nên là mình muốn rằng là hy vọng rằng trong lần này đi thì mình có thể kiếm được một cái gì đó có thể giúp cho Chiron hồi sinh. Này có nhiều bạn cũng bảo mình là anh ơi, hồi sinh Chiron đi đó. Thì bọn mình vẫn đang trên đường đi kiếm cái làng thổ dân này, bởi vì vào gần đây cái vùng đất chết bỗng nhiên nó trở nên nguy hiểm hơn. Thì bởi thế nên mình muốn đi tìm cái làng thổ dân ăn thịt người đó để mình tìm hiểu coi những cái điều bí ẩn là những cái gì. Ok, thì đi thôi nào. Cái gì mà sao anh nằm vậy anh, đứng dậy. Chết rồi, ông chết rồi. Ngủ hoài, lần nào cứ vô video là ngủ. Vô video là ngủ. Này thì ngủ này. Ai bảo quay video miết thì không có đang ngủ nghỉ cho buồn ngủ. Trời ơi. Thì ông vô quay video không ngủ luôn hả? Trời, đúng rồi, thì trong cái thời gian mà bọn mình đang đi á, thì Timmy cũng có bắt bọn mình đi lấy một ít mật ong rồi bí ngô rồi về cái đầu thêm mía nó để làm một ít hạt đậu thần đó, mặc dù là mình không cần. Đói bụng rồi giờ sao? Đói bụng thì ăn hạt đậu thần đây nè. Trời ơi. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta vẫn lông gà nè, đó. Chúng ta vẫn tiếp tục đi kiếm cái làng thổ dân nó leo lên núi đi. Trời thiệt, dạo gần đây cái đường đi càng lúc nó càng khó khăn anh em ơi. Mình rất là khó chịu. Sâu trong cái chỗ hiểm trở luôn á. Đúng rồi. Đá nè, lên đây đi. Trên này có cái bông hoa nè. Đi. Hái làm gì? Trời ơi, cái hoa cũng đang đi phiêu lưu còn hái hoa mắc bướm nữa. Mình vừa đi mình vừa bên này có cái đường hầm nè. Thôi lẹt bây giờ, trời. Đi nè. Thôi. Đi nhanh lên. Trời đi anh ơi, trời đi chậm vậy cho anh. Gì vậy? Ai đâu? Đâu? Có ai đâu? Đâu để coi. Ai đâu? Ai à? Ủa gì anh? Mai đủ tên rồi từ phong tận thành phong lẻ nha. Đó người ta nằm. Ủa? À. Rồi anh biết sao không? Chắc là dạo gần đây các em bị cận nặng thêm á. Trời ơi, thức khuya đọc sách quá mà. Cho nên là bị cận thêm á. Trời ơi, có ông nào ông nằm đây. Ôi. Ôi, có khi nào ơi, có khi nào ông bị zombie cắn không? Thôi mình cho ông đi. Trời ơi, lẹ quẹn ông thành zombie. Đào cho đừng coi. Thôi. Ông nằm xuống rồi. Ông chết thiệt rồi hả? Chắc là vậy rồi. Cái đào hối cho ông đi. Đây đây. Ủa gì vậy ma? Trời ơi, ma. Để em chém ông chết, để em chém ông chết. Chết nè. Chém chúng mình vịt. Vịt chết rồi. Ủa. Vậy, trời, vậy. Ăn thịt tụi mày. Ủa gì vậy? Ăn thịt. Ông Mấy người lại hả? Ôi, ông này ông bị điên rồi hay gì á? Thôi tránh xa ông ra ghê quá. Mấy người lại. Hỏi chị ông đi, dịch. Hỏi đi. Cho tao đồ ăn rồi tao mới nói chuyện với người. Cho tao đồ ăn, cái gì vậy? Ông bị vậy trời? Ông hình như... Ông cái đồ ăn thịt, canh thịt đi hả? Cho tao ăn gạp thấp đi. Ý ngô nè. Nè, cho hai đậu hần nè. Gà cáp chơi. Cái gì? Có cái đùi gà là cho ông hả? Cái này là cái vùng... có mỗi một cái à, ăn được không trời? Được rồi, có đồ ăn rồi, cáp chơi. Ăn thêm mấy đứa này. Thôi, không ca. Không. Sao? Gặp ông nào ăn gà cùng phúc vậy luôn. Ăn gà cáp chơi. Ông tính ăn thịt mình luôn. Có con vịt nè, ăn không? Có con vịt nè, ăn đi. Không được, phải ăn gà cáp chơi mới chịu được. Ông bình tĩnh đi. Trời ơi, bình tĩnh coi. Bình tĩnh. Cái gì vậy? Ông ơi, nãy mọi người cũng quá đáng tiền đưa cho ông ăn thịt gà sống vậy. Ôi trời. Ơi bình tĩnh chưa. Mấy người là ai vậy? Hả? Thôi, bọn tôi là những cái người đi phiêu lưu, bọn tôi đang trên đường đi kiếm cái làng thổ dân ăn thịt người á, thì sao mà hồi nhìn ông này cũng giống thổ dân, có khi nào ổng là người trong làng đó không anh vịt? Không phải đâu. Nếu mà ông là thổ dân chắc nãy giờ ông ăn thịt mình rồi. Nãy giờ ông ngồi vậy em cũng muốn ăn thịt mình luôn á. Tôi là một người thổ dân nhưng mà không có thuộc bộ tộc ăn thịt đó. Tôi bị lạc vô cái vùng đất này nè, giờ không biết đường ra luôn, giờ không có đồ gì để ăn luôn, đói quá, hay mang cạp gà cáp xè quá. Rồi, ông xỉu rồi. Ông lạc từ thế giới bên ngoài luôn.
Thôi bây giờ nè, bận tôi không có gì cho ăn hết, chỉ có mỗi mấy cái hạt đậu hần thôi. Giờ ông ăn đậu hần được không? Chứ giờ thịt gà đâu có đâu. Gì vậy? Ông cọp chơi. Sao anh? Đang gặp một thằng đói mà tỉnh đến vậy luôn, nó đói mà nó biết rõ là muốn ăn gì luôn. Cảm xe, ăn gà cảm xe. Thôi bây giờ chắc là giờ mình em thấy ổng đâu ấy, ổng hoảng rồi thôi. Chứ giờ mình đi mình bắt mấy con gà mình làm thịt cho ổng ăn đi anh ơi. Ăn cạp làm xe, cạp xe mới được nha. Ê, nằm đây đi, nằm xuống đi. Trời ơi, tốn thời gian với ông này quá. Đi. Bị ngón trên ngón tay mới được đó nha. Để coi. Ở trên này có con gà nào không vậy? Để có hồ nước để em nhảy xuống đi kiếm cho ổng mấy con gà. Có em thấy ổng cũng hơi bị tưng tửng rồi đó. Đây có ông mà ngáo muốn chạy luôn. Rồi coi ở trong rừng này thường thì có nhiều mấy con gà rừng lắm anh. Mình vô mình tha hồ mình giết. Chơi kiếm gà đi, kiếm gà. Mà mình kiếm cho ổng ăn xong rồi mình để ổng đó luôn hả? Thì để coi ổng nói chuyện như thế nào đã, chứ giờ ổng đang đói, ổng hoảng quá, ổng không có chịu giải thích đầu đuôi, ổng cứ thèm đập vô mặt ổng luôn. Không, mình không lấy cho ổng ăn luôn. Đã nói là ổng không thèm ăn mà. Ổng không có ăn, đưa đồ ăn của anh đâu. Tào lao à. Để kiếm thử coi. Ok. Ủa sao nãy thấy trong rừng này có nhiều con mấy con gà mà sao giờ không thấy con nào vậy? Ôi đây thấy con gà rồi nè. Trời ơi từ nãy giờ. Đây đem em giết nó, đem giết nó. Mày hả mày? Mày làm cá xe không anh? Một cái đùi gà nè, rồi để kiếm coi. Giết nó đi, giết nó đi, mấy con gà này yếu xìu à. Gà nè. Ôi, cái đó là cái trời ơi mình đi lạc ở bên cái gì ta? Cái gì cái này ta gọi cái gì, cái lâu đài của ma sói không ta, bữa trước mình cái tập trước mình có đi rồi nè. Thôi kệ đi, mình không quan tâm đâu. Giờ nhiệm vụ của mình là đi kiếm mấy con gà để làm thịt cho ổng ăn thôi. Ok thì mình đã kiếm được 7 cái đùi gà nè, hy vọng là ổng sẽ chịu ăn. Trời ơi, trước tiên chắc mình nghĩ là mình sẽ phải nướng lên cái đã. Cho ổng ăn sống là lỡ mà ổng bị cúm da cầm luôn mà chết. Từ. Gà kép sên người ta chiên nhưng đây mình nướng luôn. Nè, cô đây không? Dạ ok anh, trời ơi. Nghe đồ nướng cho ông anh. Đó, được cái nè. Đó. Quá ông kia. Ở phải từ nướng thêm cái đi. Để từ từ cho nướng. Đây ăn đi nè, vậy. Nè, ăn đi. Nhâm. Chỗ ăn nghe anh, chỗ ăn đi. Trời ơi gà cám xê. Còn cái nào nữa không mấy nè? Còn đó, nướng nữa nè. Trời lâu quá con gà cám xê, trời ngon quá. Chị cảm giác gì mẹ. Nè, đó. Không. Ông ấy ăn một cái đùi gà như kiểu ông cho mồm ông mút cái con ngươi. Ôi bây giờ mà giờ rồi nó chưa giờ cho tôi biết tại sao ông lại ở trong cái rừng này. Mấy người là ai mà tự nhiên là tra tấn hỏi tôi như kiểu gì vậy? Ê, từ nãy giờ ông mới là cái người hành sát bọn tôi nha, bọn tôi giúp ông thì có. Ủa vậy hả? Tôi không biết, nãy giờ tôi nằm đây, tôi đang phơi nắng, tôi đang mơ gì, giấc mơ gà cáp chê mà tôi đâu có biết gì đâu, mà sao mấy người lại hỏi tôi? Vậy rốt cuộc ông là ai mà ông làm gì trong cái rừng này? Mọi người, tôi nhìn là mọi người là chắc mọi người cũng là dân trinh thám hay gì rồi đúng không? Thì tôi là một gọi là một cái ông già thôi, chỉ là một lão già nhỏ thôi ở trong một cái ngôi làng mà không thuộc bộ tộc ăn thịt người nha. Bọn tôi rất là căm ghét cái bộ tộc ăn thịt người đó nên là mà tuy nhiên thì hôm nay tôi lại đi lạc lên cái vùng đất này nè. Tôi chả biết nó ở đâu nữa. 4 ngày không thức ăn, không đồ uống. Bị ngày ở đây tôi cứ tưởng là mình chết đói rồi á. Trời thì ra là ổng đi lạc anh ơi, gì cứ nói đại là ổng đi lạc đi, cãi cưỡi dài dòng muốn chết. Ổng kể nguyên một hồi luôn. Trời ơi, em đây là ông đi lạc. Em nghe mà em cùng xúc với anh ở với ổng luôn anh. Trời em thèm chém ổng chém quá. Thôi. Giết tôi đi, tôi sẽ không kể chuyện cho mọi người nghe đâu. Tôi sẽ không kể tất cả sự. Trời ơi. Ok, không sao, phải đi luôn, không cần luôn, thế anh. Chờ đây luôn. Mình đi. Thôi đi vào đây. Trời ơi, ổng đâu có cần đi chung mình đâu. Tôi nói giỡn đó, trời ơi, cho tôi đi ăn gạo cáp xe rồi dẫn tôi về nhà chung đi chứ giờ bỏ tôi đây mình. Tôi không biết làm gì luôn á. Ơi, ủa liên quan tự nhiên ba bọn tôi còn không đủ thức ăn để nuôi ba bọn tôi nữa đâu mà. Bây giờ vậy nè, mọi người hãy cho tôi đi theo mọi người và cho tôi ăn gạo cáp xe và sau đó tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện mà tại sao tôi có sự xuất hiện của tôi lại ở đây. Okay. Cái ông này ổng làm em rối trí thôi, cởi cho ổng theo đi mệt mới nói não. Ok đi. Ok đi nhanh mọi người ơi, trời trễ rồi. Nằm nó ra nè. Nhanh đi. Mọi người ơi. Cái gì? Nói cái này cho đừng có chửi tôi nha. Trời tôi mệt quá, tôi đi nãy giờ tôi không được nghỉ ngơi hết á. Trời ơi buồn. Trời ơi, đi có xíu mà mệt rồi. Người nhìn cơ bắp ông không nhìn cơ bắp vai ông ấy kìa. Sáu múi luôn kìa mà. Không. Sao anh? Anh hiểu lý do, em biết sao ông nghe mệt không? Sao anh? Em nhìn cái cấu trúc người ổng kìa, đó, người dài, tay dài mà chân có mẩu. Cái chân ổng có xíu mà cái tay ổng dài tới đầu gối luôn anh. Tại vì mấy đứa người trẻ tuổi mà mới mười mấy 20 thanh thiếu niên, còn ta là ông già lẩm cẩm lụ khụ đi đâu cũng bị người ta chửi tới lui. Trời ơi, thôi được rồi, thôi mệt quá. Bây giờ ghét cái ông em mệt mỏi quá đi chung. Bây giờ hình như bữa trước em nhớ là anh Vịt có con sóc bay gì phải không, còn Timmy hình như là có con chocobo gì phải không, lấy lại
Đây nè. Nhanh đi, trời ơi, mệt, tốn thời gian cái ông này quá à. Ừ, cả ngày. Tìm mi đâu rồi, con chocobo của tìm mi đâu rồi? Tôi đang lo nó ra nè, nó đâu rồi? À đây, đây, trời ơi, có con chocobo thôi. Ok, đi mọi người ơi, đi thôi. Ê! Đi, ủa gì vậy? Sao không đủ chỗ cho tôi lên? Cái gì? Kìa, leo lên. Nè, con sóc nè. Có chỗ đâu mà lên, trời ơi. Lấy cái mồi đằng sau đuôi nè. Ừ, còn không, ông nắm cho cái đuôi đó. Trời, chạy thử coi được không? Ủa chứ không được hả? Trời ơi, giờ sao trời? Thôi giờ ông leo lên với Timmy đi. Ok thôi mà. Mọi người cưỡi đi thôi, tôi đi bộ cũng được. Chở được có ba người rồi, thôi đi. Bye, thế thôi, để đi bộ với Phong luôn đi. Tôi đi bộ chung với ông đi, tự nhiên hồi nãy ông cưỡi đi. Ủa vậy, ôi anh, ôi con sóc biến mất rồi. Thôi vậy, mình, thôi vậy, ông cưỡi con đó nha. Ráng giữ gìn nha, đừng để nó bị gì nha ông. Có mỗi con đó để cưỡi đi đó. Ok, đi. Đi thôi. Ok, nhanh mọi người ơi, trời tối rồi, trời ơi. Tôi thui luôn kìa. Giờ sao ấy, hay là giờ mình ngủ đi. Không rồi, không. Sao anh, sao anh? Anh cũng mệt quá rồi đó Phong ơi. Mệt hả? Trời ơi. Nghỉ đi. Cho mình nghỉ đi. Hay bây giờ ở chỗ này nó mình đâu có nhà cửa gì đâu, sao mình ngủ được. Ở đây có cái hang nè. Cũng được ha. Cũng có hang nè. Thôi giờ lỡ tối rồi, hay là giờ mình chui vô cái hang mình ngủ đỡ đi cũng được. Ê, mọi người đi vô đây mọi người. Giờ đi vô ngủ đi, chứ mình chạy hoài chắc biết cũng mệt quá. Ok, đi vô đây anh, vô đây trời. Ok. Vô đây, ok rồi, chắc là bây giờ bọn mình sẽ phải ngủ ở trong cái hang này đỡ anh em ơi. Tại vì giờ trời cũng tối rồi. Ok, thì chắc là mình sẽ đi ngủ nha. Hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai nha. Trời, ủa, hình như là mình thấy trời sáng phải. Trời, tối hôm qua ngủ ngon quá. Ủa, thôi ngáy kìa. Dậy. Trời sáng rồi, dậy đi. Ừ, đúng rồi, trời sáng rồi, ra ngoài. Cô dậy em, tập thể dục buổi sáng. Thôi cái ông này ổng, cái ông này ổng khỏe nè, cái ông này ổng khỏe, ổng tập thể dục luôn kìa. Rồi ok, đi qua cho chocobo ăn đi. Ủa hai đâu, ủa gì chocobo hả? Hả chocobo đâu rồi? Chocobo hả? Nè chocobo nè. Ủa gì ạ? Ủa cái này là cái chân gì đây? Ủa cái này là gì? Cái chân của chocobo đó. Ủa gì ạ? Chocobo bự lắm mà. Chocobo bự sao giờ còn có cái chân cái xíu à? Từ từ bình tĩnh nói nghe nè. Tối hôm qua đó đang ngủ cái bị đánh thức dậy bởi cái mùi hương thơm của gà cáp xê nè, tối qua nên ra làm thịt nó luôn rồi giờ còn cái chân gì? Cái gì vậy? Ông có biết là con chocobo nó bự lắm không? Tính ra ông ăn ông cũng phải chừa tôi với anh dịch nữa chứ. Lộn, nhầm, quên. Chết chocobo rồi. Trời ơi còn được có chân à. Thôi mình mấy em chocobo mình chôn thôi Timmy ơi. Ông ơi quá đi. Cái chân này cửa được mà. Mọi người ngồi cạnh. Vậy giờ sao giờ trời ơi? Bây giờ trời ơi đem ông này theo rắc rối quá. Thôi bây giờ bình tĩnh nè, nghe tôi nói bây giờ tôi lỡ ăn rồi giờ thôi, tôi có cái này để đền bù cho mọi người nè. Cái hạt. Ủa, cái này vậy nè, cái gì? Hạt giống. Mà đền bù bằng cái hạt giống trời. Nghĩ sao chocobo mà ông quăng cho tôi cái hạt lúa là được hả? Không, đây không phải là hạt lúa bình thường đâu. Cái này là gì? Đây là hạt của một cây đậu thần. Đậu thần hả? Tôi nói thiệt đó. Cái này là tôi, cái gia tộc của tôi đã cất giữ mấy lâu nay rồi đó. Bây giờ tôi dám lấy ra để đưa cho người khác đó. Nhưng mà sao ở nhà còn mấy chục túi lận hi. Rồi. Ủa vậy giờ sao? Giờ ông đi đâu? Thì cảm ơn mọi người đã đưa tôi tới đây. Thì bây giờ cái khu này nó cũng gần cái làng của tôi rồi, nên bây giờ tôi sẽ tự đi về làng của tôi. Thì cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi nha. Thì lão già với tôi chắc không sướng với mọi người đâu. Tôi đi đây. Bye bye. Ok bye bye ông nha. Tạm biệt. Trời. Rồi xong. Không sao đâu, kệ đi, mình còn cái chân này thôi, mình đi mình chôn chocobo xuống đi. Trời tội nghiệp quá. Chôn mọi người ơi. Mình chôn chocobo xong đi rồi cái đầu mình thử mình dùng cái hạt đậu thần gì của ổng nói nãy nè. Giờ sao? Giờ mình chôn nó đi. Đây chôn nè. Rồi nhảy quăng xuống nè, rồi lắp lại. Ôi, người ta chôn được còn nguyên xác, đây chôn mỗi chân. Thôi còn được có cái chân nè. Thôi tội nghiệp đúng không? Thôi tạm biệt chocobo nha, lạy nè. Lạy chocobo. Tạm biệt chocobo. Thôi kệ đi lão rồi, giờ chôn vô chết thì cũng có khóc cũng vậy thôi. Giờ mình có hạt đậu rồi, có ổng rồi, giờ mình thử mình trồng xuống rồi có cái gì nè. Ok. Rồi cái chỗ này mình có nước nè, mình sẽ trồng kế bên đây nha. Ok, để mình trồng thử xuống nha. 1. Đâu? Thôi ở đây nè, đây chỗ rộng rãi. 1 2 3. Oh my god!
Có chuyện gì xảy ra vậy? Em có tin vào mắt mình đâu anh Vịt. Trời ơi, nó cao kìa. Đây là cái cây hay là cái con khỉ gì mà cao cao quá trời đất đi. Nó cao chọc trời luôn anh. Hồi ai biết. Ủa mà anh kìa, nhìn kìa, nó cao nó nổi mà em có cảm giác là cái mặt trời nó đang mà nó là cái bông hoa luôn anh Vịt. Cái này nó muốn đâm thủng mặt trời luôn á. Đi cầu hoa hướng dương á, leo lên coi. Ôi, có chừng té chết anh. Trời, cây này có bộ cao lắm nha anh em nha. Hình như là cái này là cây đậu thần hay sao á. À em hiểu rồi, đây chính là cái cây đậu hần mà em có hay đọc truyện tranh mà em thấy anh. Ok các bạn ơi, thì trong tập này bọn mình vừa cứu được một ông lão, không cho bọn mình cái hạt đậu hần gì đó, bọn mình trồng được cây đậu hần hay sao mà nó cao vậy. Nó cao hơn mình gấp mấy ngàn lần luôn á. Ok thì bây giờ mình nghĩ là có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu như các bạn nào mà muốn trong tập sau á, mình sẽ leo lên trên đó để mình coi thử trên đó có gì á, thì anh em hãy bình luận cho mình biết nha. Ơi, đừng ơi. Quên sao anh? Sao anh? Nhìn sao anh leo cao vậy? Ok, anh em đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của bộ ba bá đạo của mình nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong Đăng Go Team nữa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi.